Thì bình thường mình chẳng nghĩ cái mày hay gì cả, nhưng mà đến cái ngày mà mình phải mỉm cười chào thằng bạn của mình thì mình đã tự vấn lại bản thân mình. Đời này mấy chốc thôi thì cứ cười đi, cứ khóc đi, cứ vui đi. Lỡ mai thức dậy không còn được khóc, được cười, được giận, được yêu thương, thì đó là mình đã có những ngày sống thanh thản. Còn khi chết thì mình cũng không biết được cái chết nó như thế nào, thế giới bên kia nó làm sao, nhưng mà thôi, ở thời điểm nào thì mình chỉ cần biết thời điểm đó được rồi. Sống thanh thản thì đôi khi cũng bị vấp ngã, thì nó cái kiểu như bọn tử tế, cái bọn mà tử tế bản thân thì nó cũng có những cái lần nó vấp ngã, nhưng ngã ở đâu thì đứng lên ở đó, thất bại ở đâu thì làm lại ở đó, chứ không lẽ lết đến chỗ khác đứng dậy. Có ai sống giùm cho ai được không? Đừng có đưa đít vô màn hình chó, đưa cái mặt mày vô.